giao vặt nhanh toàn quốc hoàn toàn miễn phí trên tungtang.com.vn. Wow, túi mua đâu đẹp vậy em? Dạ, em mới mua ở cửa hiệu mới mở anh. Sương sương cũng vài chục ấy mà cũng chả nhớ giá nữa, có nhìn giá đâu. Tưởng gì, hóa ra là bà tranh túi với tôi hôm qua đó hả? Mà thôi không sao, cái túi đó mà mang với váy mới này của tôi chắc là phiền lắm. Không ăn được nho lại chê nho xanh à? Giỏi thì kiếm cái túi khác đẹp hơn đi. Trời ơi, sáng sớm mà mấy bà làm gì mà sùm hết trơn á, mệt. Ủa bà Cường, cái áo này hôm qua tôi định săn sale nè. Trời ơi, ghẻ lắm luôn á mấy bà, 200 ngàn mà giảm còn có 70 thôi đó. Bà hay thiệt đó nha. Ủa, cái túi này là tuần rồi tôi rao bán nè. Trời ơi, biết bà thích á là tôi để lại tôi tặng cho bà luôn rồi. Ủa nó nghe nè, mua bán đâu hay vậy, chỉ thôi. Thì đây nè, ở trên web tungtang.com.vn đó, mấy bà muốn mua cái gì cũng có hết trơn á. Mấy bà muốn mua bồ không? App có bán luôn. Ê, cho tôi một ảnh đi. Hả? Tôi nói chơi á bà. Bộ đâu có sẵn cho mấy bà mua vậy? Hết vui. Đăng tin rao vặt nhanh toàn quốc hoàn toàn miễn phí trên tungtang.com.vn.